Kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên trời chuyển nhiều mây hơn. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù sẽ xuất hiện tập trung về khoảng đêm và sáng. Nhiệt độ về đêm và sáng tiếp tục tăng, hầu hết đều phổ biến ở mức từ 16 cho đến 19 độ. Còn ban ngày, do trời chuyển nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Riêng các tỉnh ở phía Tây như Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có nơi có nắng nên nhiệt độ cao hơn, đạt ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn vào rạng sáng mùng 2 tháng 2. Nhiệt độ trong đêm xuống thấp ở mức 18 độ C, tăng từ 4 đến 6 độ C so với những đêm trước đó. Những ngày tới, Hà Nội và các tỉnh thành phố Bắc Bộ bước vào giai đoạn luồm ẩm khi độ ẩm tăng cao lên 85% kèm theo mưa phùn. Thời tiết cũng ấm lên rõ rệt khi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm được rút ngắn, dao động từ 18 đến 22 độ C. Trạng thái mưa dông có thể quay trở lại vào ngày mùng 10 tháng 2 do miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, hoạt động yếu lệch đông. Và nửa đầu tháng 2 thì khu vực có thời tiết chủ đạo là nhiều mây, sương mù và mưa phùn. Không khí lạnh tăng cường lệch đông cũng là tác động đến các tỉnh thành thuộc miền Trung, nhất là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo từ ngày hôm nay, vùng từ Thanh Hóa xuống tới Quảng Ngãi sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa, mưa rào trở lại. Còn đối với khu vực Nam Trung Bộ, trong ngày hôm nay sẽ chịu tác động của nhiễu động từ biển thổi vào. Vì thế, khu vực từ Bình Định xuống tới Bình Thuận sẽ có mưa, mưa rào cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sau đó, từ ngày mùng 3 trở đi thì nhiễu động gió đông suy yếu nên mưa giảm nhanh và nhiệt độ cũng sẽ tăng trở lại. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông nên ở đây cũng nhiều mây hơn, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay giảm nhẹ xuống còn từ 25 đến 28 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ từ 29 cho đến 32 độ. Sau đó cũng từ ngày 3 tháng 2 trở đi, thời tiết ở các tỉnh phía Nam sẽ ổn định hơn, trời ít mưa và có nắng nhiều trở lại.